Nhắc đến thú cưng, người ta thường nghĩ ngay đến chó mèo vì chúng là những người bạn gần gũi. Cũng có người nuôi hamster, nuôi thỏ. Nhưng mà mọi người đã nghe đến việc ai nuôi cua và xem cua như là thú cưng của mình chưa? Hãy cùng theo dõi nhé! Một cô bạn đã chia sẻ lý do nào đưa cua đá đến bên cổ. Nguyên văn như sau. Cách đây 2 tháng có tróc dại đi mua 3 ký cua đá về ăn vì nó rẻ quá. Trong khi cả dòng họ nhà nó đã bị cho vào nồi thì nó lại bỏ trốn. Bị bắt lần 1, nó lại trốn tiếp lần 2 và thế là nó thoát chết. Cảm động vì sự kiên cường bất khuất của thị, tớ đã để thị lại nuôi và từ đó trở thành con sen của cái thứ lủng ngỗng kia. Đi công tác 5-10 ngày thì ngày nào cũng phải nhờ hàng xóm sang trông nom nó rồi vứt cho dăm 3 cọng rau với 2 con tôm để nó ăn. Đấy, chăm nó như thế nhưng mà cứ mỗi lần tớ sờ vào nó là nó lại dương càng bổ tớ lia lịa. Tớ lại ném nó vào nồi bây giờ chứ mình láo à. Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều ngạc nhiên trước loài thú cưng mới lạ này. Còn bạn thì sao?